Xin kính chào quý vị. Tuyết Nhung xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị và các bạn chương trình Đại hội New Way kỳ 2 do Trung tâm Người đẹp Bình Dương thực hiện tại California với những giọng hát đang được yêu chuộng hiện nay tại hải ngoại. Và để mở đầu chương trình, Tuyết Nhung xin giới thiệu cùng quý vị nữ ca sĩ Kiều Nga với nhạc phẩm Give Me Your Love. Johnny boy, just let
tiếp theo, Kiều Nga xin giới thiệu đến quý vị và các bạn giọng ca của nữ ca sĩ Ngọc Lan. To love me right.
I will repeat.
và hẹn gặp lại trong đại hội.